Miệt thứ bạn có biết ngôi sao truyền hình nổi tiếng của Úc là Julie Whitfield đã cho biết gương mặt của cô gần như bị hủy hoại sau khi thực hiện theo trào lưu hướng dẫn chăm sóc da trên mạng xã hội TikTok. Khi xuất hiện trên sóng truyền hình trong chương trình Big Brother, cô nàng đã phải liên tục đắp mặt nạ đất sét để cải thiện nhan sắc. Mặt hiện tại của Julie là đầy những vết sẹo thâm loang lộ, làn da của Julie đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cô cho biết mình đã nghe theo hướng dẫn làm đẹp theo trào lưu tự tay làm hết trên TikTok mà không cần nhờ đến bác sĩ, chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực nào. Cô có ý định làm theo trào lưu này là để xóa những vết thâm trên khuôn mặt mình. Và kết quả là thay vì có được làn da đẹp như các video quảng cáo trên TikTok, nhan sắc cuốn hút của Julie đã bị hủy hoại nghiêm trọng với sẹo và mụn. Thậm chí mắt trái của cô còn mất thị lực tạm thời và phải nhờ đến sự can thiệp của bác sĩ. Sau sự cố đáng tiếc này, Julie Whitfield đã khuyên mọi người đừng thử bất kỳ quy trình làm đẹp theo trào lưu nào cả, hãy nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ khi gặp phải các vấn đề về da. Và trong chia sẻ của mình thì Julie cũng tránh đề cập đến video tự tay làm hết cụ thể nào trên TikTok, song cô phủ nhận vết sẹo trên gương mặt mình có liên quan đến việc lột da bằng hóa chất.